Các bạn cùng nước đang múa đây, đang chào hỏi nhau đây, đang muốn gặp gỡ nhau đây, chứ không phải là như những kẻ đang ném bom, đang giết hại người dân Ukraine rồi nói đó là chiến dịch quân sự đặc biệt. Thì cũng giống như ngày xưa là có cái bọn giặc nó giết hại nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, thì chúng lại nói là dạy cho Việt Nam một bài học. Đó, những kẻ xâm lược thì nó có nhiều giọng lắm, dã man lắm, chứ không như là các bạn công nước của chúng tôi đâu. Đấy, công nước nó chỉ muốn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tình cảm,